2 nhân 1 là 2, 2 nhân 2 là 4, 4 là 8. Sao đi mà cứ tính toán hoài vậy anh Đặng? Đang ôn lại kiến thức toán học đây nè. Thi đại học lại hèn sao mà ôn toán. Áp lực hơn thi đại học nhiều. Hôm nay mình làm chương trình gì? Thì bữa nay làm chương trình chuyện đó chuyện đây liên quan gì tính toán. Sao không liên quan? Em nói dẫn anh đi coi nhân vật làm tranh đinh chỉ bằng thuật toán. Bằng thuật toán là mình phải ôn tập toán, hiểu không? Để mình biết cách nói chuyện người ta. Anh ơi, cái thuật toán là một cái phần mềm để làm ra cái khung tranh nha, chứ không phải là mình cần học toán mình mới làm tranh được. Ủa? Nói vậy là em biết không? Không luôn. Em chỉ biết là cái người làm tranh cực kỳ giỏi toán mà sử dụng thuật toán làm ra tranh thôi. Ai mà không biết điều đó? Mà bây giờ anh với em không ai biết trơn rồi đi gặp người ta thì sao nói chuyện trời? Thì mình đi gặp là mình học hỏi, đâu phải là mình giải thích nên mình sợ. Vậy ha. Trời ơi, nói làm học từ qua tới giờ. Bây giờ này kiểm tra kiến thức từ nãy giờ học 2 x 4 bằng mấy? Bằng à. Thấy con dân là biết học chưa kỹ đó. Gì? Quý vị ơi, tranh đinh chỉ thuật toán nghe lạ lắm phải không? Dính dáng toán học nhức đầu quá phải không? Vậy mà làm ra tranh đẹp lắm luôn á. Quý vị hãy cùng theo dõi Minh Dự và Hữu Đăng đến với tập phát sóng ngày hôm nay chuyện đó chuyện đây nha. Tranh đinh chỉ không còn quá xa lạ với nhiều người, nhưng những ngày gần đây cộng đồng mạng xôn xao về một loại hình tranh đinh chỉ mới được làm từ thuật toán với các đường chỉ được kéo căng chính xác đến từng con số. Tranh đinh chỉ từ thân quen nay trở nên độc đáo và lạ lẫm. Lên 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 lên. Tới rồi. Đâu rồi, đâu rồi? Chào anh Minh Dự. Dạ. Chào anh Hữu Đăng. Hello anh em. Văn Mạnh sẽ là khách mời tập này của chúng ta. Mạnh ơi, cái này mình gọi là tranh gì Mạnh? Tranh này là tranh đinh chỉ thuật toán ấy. Tranh đinh chỉ thuật toán đó hả? Là mà thấy không rõ lắm ha. Cái này là đứng cự ly gần đấy anh. Đúng rồi, đứng xa xa vậy thấy nè. Dạ. Nó là kết hợp giữa đen với trắng nên đứng càng xa nó càng nổi cái màu lên á. Không nghiêng nghiêng như vậy thấy nè. Sơn Tùng nè. Chú Hoài Linh nè. Dạ vâng. Anh Trấn Thành nè. Ừ, đúng rồi á. Harry Potter. Dạ vâng, đúng. Hồn hết hồn tưởng đâu, tưởng Trấn Thành cứ qua Harry Potter. Thiếu. Dạ. Không, nhớ cặp mắt kiến nè đó. Thấy không, thấy cặp mắt kiến nè. Dạ. Anh phải làm thêm hình chị Harry Potter nữa đủ bộ. À. Không, phải làm hai đứa mình mới đủ chứ. Phải làm hai đứa mình mới đủ chứ. Bỏ qua bên luôn đi. Giờ anh Mạnh có thể giới thiệu thông tin một chút cho quý vị khán giả đang xem đài biết được không? Em tên là Lê Văn Mạnh. Dạ. Hiện nay em sống ở quận Tân Phú. Dạ. Và nghề nghiệp em là đây, tranh đinh chỉ. Dạ. Anh Mạnh ơi, cái tranh đinh chỉ thuật toán này đó thì anh vẽ bằng cái cách nào? Thì vẽ nó chính bằng chỉ. Wow. Ủa mà sao em thấy tầm tầm lớp lớp luôn á? Dạ vâng, đúng rồi. Nó là các sợi chỉ đi qua đi lại qua cây đinh. Ủa rồi. Những sợi chỉ đi qua đi lại bằng đinh. Qua những cây đinh. Đi qua những cây đinh. Vâng. Nhưng mà anh làm bằng tay hay là do một cái máy móc hay là cái phần mềm nào? Tất cả đóng đinh đến quấn chỉ là em làm bằng tay hết, thủ công. Bằng tay hết luôn. Nhưng mà để lên cái bản vẽ thì anh làm bằng cái phần mềm nào? Em dùng bằng thuật toán chứ. Đúng. Toán. Vâng. Tức là anh tính toán từng ly từng tí cái độ dài rồi vị trí đinh đâu là anh làm bằng thuật toán hết. Đúng. Nhưng mà từ đâu ra mà anh có cái ý tưởng làm bằng tranh đinh chỉ thuật toán này? Từ các cái dữ liệu bên nước ngoài ấy, các diễn đàn thì nó sẽ cho mỗi thứ một chút rồi. Dạ. Em tập hợp đấy về. Rồi em nhờ bạn chỉnh lại các mã code đấy để tối ưu lại để làm tranh này. Dạ. Nhưng mà xưa giờ em thấy là có người vẽ bằng sơn dầu, có người làm bằng lửa mấy, nữa nè. Lửa nè. Ừ. Logo nè. Có người dùng cái viết chì ký đại những cái tên cuối cùng thành ra một bức chân dung. Bằng nhiều chất liệu khác nhau, nhưng lần đầu tiên thấy làm bằng đinh chỉ mà được kết hợp với thuật toán như vậy đó. Từ đâu ra anh ra cái ý tưởng đó? Anh mày mò qua những cái thông tin nào? Từ những cái clip trên mạng ấy, các video mà bên các diễn đàn nước ngoài ấy thì em có xem ấy. Thì em rất tò mò. Tức là ở diễn đàn mình đã làm bằng đinh chỉ. Đã làm rồi. Anh làm công việc này mấy năm rồi? Từ khi biết đến khi hoàn thành những tác phẩm như bây giờ thì em mất gần 1 năm. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái bức tranh đầu tiên mà anh làm là mất bao lâu? Mất phải 3 đến 4 ngày á.
bước tranh đầu tiên thôi, 3-4 ngày thôi. Dạ vâng. 3-4 ngày mà tự mình tính được những cái điểm này rồi xong mình tự mình làm thành bức tranh luôn. Dạ vâng. Eo ôi. Sao hay vậy? Anh biết sao biểu cảm của anh Hữu Đằng không? Tại vì em sờ vô em thấy chi chích chỉ mà nổi cái vị trí để đóng đinh để mình đi cho ra cái bức chân dung cũng đã khó rồi. Dạ vâng. Anh dùng thuật toán nữa thì em luôn nghĩ cái gì đầu tiên nó phải là cái khó và tốn thời gian nhiều nhất, suy nghĩ nhiều nhất. Mà nói 3-4 ngày làm hết hồn liền luôn. Các tác phẩm của Mạnh chủ yếu phác họa chân dung hoặc cận cảnh khuôn mặt của con người. Vì vậy, vấn đề khó khăn nhất đối với anh chính là việc khách thường gửi ảnh không đạt chất lượng hoặc hình ảnh có nhiều chi tiết và bối cảnh xung quanh. Vì vậy, để tạo ra một bức tranh đẹp, Mạnh phải xử lý các bức ảnh thông qua phần mềm chỉnh sửa để đảm bảo hình ảnh sắc nét và chất lượng. Sau đó, anh sẽ đưa ảnh vào một phần mềm chuyên dụng và nhờ máy tính mã hóa các điểm ảnh thành các con số. Anh Mạnh, em thấy nó quá phức tạp cho một bức tranh đi. Và để thành phẩm thì anh cần những bước nào? Có 3 bước chính. Bước thứ nhất là mình đóng đinh trên cái khung gỗ này. Dạ. Bước thứ hai là đánh điểm. Tại vì mỗi cái đinh là tượng trưng cho một số. Dạ. Đây là số 1, đây là số 5, số 10, đây. Dạ. Rồi lần lượt là đến 200. Ví dụ bức tranh này 200 đinh thì có 200 số. Dạ. Bước thứ ba là cuốn chỉ theo các cái dãy số này. Dạ. Là thuật toán làm cho mình các bước uống chỉ. Đúng rồi, ra ra cái số này. Dạ. Yeah. Là cái số ví dụ như số 200 này là tùy thuộc vào kích cỡ của bức tranh hay là sao? Tùy thuộc theo cái khung mình là bao nhiêu đinh. Dạ. Yeah. Ví dụ 300 đinh thì mình nên làm kích thước lớn hơn. Tại vì kích thước nhỏ mà đóng nhiều đinh quá thì nó không đóng được. Dạ. Yeah. Vậy dựa vào cái gì mình quy định cái số lượng đinh này? Dựa theo cái kích thước thì em cũng có tính toán thì kích thước mà khung tròn thì đường kính thì mình sẽ chia chu vi, từ chu vi mình sẽ tính khoảng cách những cây đinh là khung tròn khác nè, vuông khác, vuông rồi khác. Khung bầu dục hơi dài chút nó cũng khác. Vâng. Dạ. Trời ơi, mới nghe tôi nói hồi nhức đầu luôn rồi, thiệt luôn á. Anh nghĩ cái công đoạn nào cực nhất và nguy hiểm có thể làm lại từ đầu nhất? Công đoạn mà cực nhất là cái công đoạn mà đóng đinh. Dạ. Tại vì nó đòi hỏi mình phải giữ bình tĩnh, tại vì sai một cây đinh thì nó ảnh hưởng đến bức tranh, kể cả về độ thẩm mỹ, kể cả đóng lại thì nó bị loét cái lỗ đinh ấy rồi. Cho nên là mình phải làm lại từ đầu. Ồ, vậy là ngày xưa là chắc là Mạnh là học giỏi toán lắm không? Dạ em cũng thi đại học cũng được 8-9 điểm rồi á. Thi đại học cũng được 8-9 điểm rồi á. Vậy là giỏi rồi đó. Toán mà 8-9 điểm là dữ dằn rồi đó. Ví dụ như cái loại chỉ mà mình để làm cái này nè là chỉ nào cũng được hay sao? Không ngay ạ, tại vì em tìm hiểu thì chỉ nó sẽ có độ mỏng với độ dày. Dạ. Gọi là tech. Thì mình dựa theo độ mỏng thì kích thước bao nhiêu thì dùng được chỉ đấy. Độ dày thì kích thước bao nhiêu, cái này thì dùng kinh nghiệm thôi. Em đã dùng kinh nghiệm thì mới được các loại đấy. Mà thường mấy loại chỉ này anh Mạnh mua đâu? Em thì mua ở các cái nhà máy ấy. Dạ. Yeah. Thì nó chất lượng chỉ sẽ chuẩn hơn. Yeah. Còn nếu mà chỉ may ở chợ thì nó sẽ bị xù. Dạ. Yeah. Oh. Tức là tùy loại chỉ nào cũng được, nhưng mà anh vì muốn cái chỉ bền, vâng, nó mượt nên phải vô nhà máy anh mua. Chỉ gì cũng được, đừng dùng chỉ tay nha. Chỉ gì cũng được, đừng dùng chỉ tay nha. Cái bức tranh đầu tiên anh làm là bức tranh gì? Nữ hoàng sắc đẹp ở bên Hy Lạp á. Cái bức tranh đấy thì em làm gọi là cô gái trên đứng trên vỏ sò. Sò. Vâng, đấy. Sò ăn tóc. Không, em tưởng tượng thấy đẹp vậy là đẹp. Khi Mạnh đưa các tác phẩm của mình lên mạng xã hội, nhiều người không tin đây là tranh đinh chỉ mà nghĩ đây là tranh được vẽ bằng tay, vì độ chi tiết và sắc thái của nhân vật được thể hiện sinh động và rất có thần. Theo như Mạnh chia sẻ thì trước đây Mạnh không có phương tiện để có thể giới thiệu sản phẩm đến với mọi người, nên anh không có thu nhập nào từ việc bán tranh. Tất cả các chi phí mua nguyên liệu, tìm hiểu tài liệu anh phải tự chi trả, nên cuộc sống cũng khó khăn. Mạnh có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ làm thầy không? Tức là thầy truyền đạt lại cái bộ môn này nè, hoặc là thầy giải toán. Thấy toán giỏi mà làm cái này cũng giỏi nữa, rất là dạy được hai bộ môn luôn á. Em thì mong muốn là sẽ lan tỏa với môn nghệ thuật này đến cho tất cả mọi người thôi. Với một cái gì đấy nó là cái môn nghệ thuật mới thì mình muốn đưa vào thôi, chứ em không có ý nghĩ là muốn làm thầy. Dạ anh Mạnh nghĩ là những cái bức tranh này đó vâng, vừa là
nhu cầu trưng bày nè, quà tặng nè, anh Mạnh có nghĩ nó phù hợp cho đối tượng khác nữa không? Cái môn nghệ thuật này thì không những về trang trí và quà tặng hay là những cái thứ gì đấy về bên ngoài, mà nó còn rèn luyện cái thể trạng của mình hoặc thể chất về cái tập sự tập trung. Ở bên nước ngoài, ở bên Hàn Quốc và Nhật Bản và các cái nước bên châu Âu ấy, thì có đưa môn nghệ thuật này vào trong lớp học của các bé, thì có những cái loại tranh màu để giúp các bé sáng tạo với định dạng cái không gian ba chiều giỏi hơn. Thì tương lai em sẽ phát triển thêm cả các cái tranh màu dạy các bé nữa. Tức là không còn là trắng đen nữa mà anh làm bức tranh nhiều màu luôn. Như anh có nói thì phù hợp với những trẻ mà tự kỷ. Thì tại sao nó lại phù hợp vậy? Tại vì những trẻ tự kỷ hay là rối loạn về cái sự tập trung ấy, họ sẽ không có sự tập trung dài hạn như ở những người bình thường. Cho nên là những cái bức tranh như này, ví dụ họ tập trung đâu đấy chỉ khoảng 5-10 phút, nhưng mà khi làm những bức tranh như này họ sẽ có cái học tập, có nghĩa là nhìn con số, lưu trữ cái dãy số, dần dần lên họ sẽ, đầu óc họ sẽ có sự cải thiện lên rất nhiều. Nãy giờ thì Đằng quan sát thì Đằng thấy là mình ở đây mình làm về tranh chân dung. Dạ vâng. Thì cái loại hình này thì mình có thể làm về như là tranh phong cảnh hay là cái gì khác nữa được không? Vâng, thì em cũng có ý định làm tranh phong cảnh, nhưng mà dòng tranh này nó bị hạn chế là về cái độ xa. Tại vì vì cái trắng đen này làm càng xa ấy thì nó sẽ bị nhòe, nó không được chi tiết. Nên là em đang có dự định là những cái bức tranh hình vuông ghép lại với nhau, những bức tranh cận cảnh hình vuông ghép lại với nhau thành bức tranh xa, thì em tương lai sẽ có một bức gì hoặc đấy. Là anh không cần làm bức tranh xa, ví dụ như riêng tòa tháp Eiffel hay là một cái bông hoa gì đó, hay là một cái tháp, một cái cầu gì đó mà nó là kỷ niệm hoặc là nó là cái di sản trên thế giới á. Tức là không phải là một chân dung ai đó. Có, em cũng có làm về tháp Eiffel rồi. Có làm về những chú sư tử. Hoặc là chú ngựa vẫn khó làm. Cái đó thì mình trưng trong nhà rất là đẹp. Thường thì những cái ngành nghề mà bắt nguồn từ đam mê á thì họ sẽ ít nghĩ về cái lợi nhuận đầu tiên đó, làm họ cho đã làm trước cho đã cái nương, sau đó đó thì sẽ được mọi người ủng hộ cái dòng đó, thì mọi người bắt đầu định giá cho nó ở một cái mức giá đúng. Cũng giống như anh em mình xưa nó bắt đầu đi diễn đó. Được kêu đi diễn là mừng rồi, không thấy tiền cũng được đúng không, 50%. Quá vậy. Rồi nhưng mà anh có thắc mắc rằng bức vậy giá nhiêu không? Theo anh nghĩ á hả? Anh nghĩ là anh định giá nhiều, anh thấy cực quá à. Thật sự tính được là một cái thuật số như vậy thôi nè, đó nó phức tạp như vậy rồi ha, tức là bao nhiêu đầy trang, bao nhiêu con số, là chỉ cho một bức tranh thôi, rồi mình phải mày mò, rồi mình ngồi đóng đinh, rồi mình xỏ từng sợi chỉ qua lại này nọ, kiên trì như vậy hao tổn về trí lực lắm, thật sự luôn á. Anh nghĩ chắc 4 tỷ mốt. 4 tỷ mốt gọi là coi như đợi trúng số mới có tranh nữa phải không? Mình khó khăn vậy anh không? Thấy cực quá à. Vậy chứ theo em là bao nhiêu? Em thì em nghĩ là cũng phải 1000, sắp xỉ đâu 10 triệu một tấm. 10 triệu hả? 10 triệu, 10 triệu, cỡ đó không? Công sức để làm bức tranh này thường thường là mất rất lâu. Và nó đòi hỏi cái tập trung rất trong khoảng thời gian nó dài nữa. Thì những bức tranh này hiện tại em đang bán tùy từng kích thước anh nhá. Sẽ bán từ đâu đấy khoảng 5-6 triệu. Đấy là tùy theo những bức tranh dễ. Còn những bức tranh khó hơn thì đòi hỏi lâu hơn ấy. 1 tuần 1 tháng gì đấy. Thì những bức tranh đấy thì em đang làm, nhưng mà giá trị thì em cũng chưa bán được những đấy. Có giá trị cao hơn. Nhà anh nghĩ với tính cách và của anh Mạnh như vậy nè, thì anh nghĩ là sẽ không dừng ở như vậy đâu, mà sẽ còn sáng tạo thêm ở nó một cái điểm gì đó đặc biệt hơn nữa. Cho em trải nghiệm, em lại đi vài đường chỉ được không? Ôi trời ơi, em ơi, đây là cái nghề người ta nghĩ ra, người ta tìm tòi tự nhiên chỉ em vậy, cái em học được cái nghề người ta sao mà được đúng không Mạnh? Đâu, tức là mình anh đã lên khung rồi, mình chỉ thử cứ đi vài sợi chỉ về lãnh nó cực tới cỡ nào thôi. Đến nay, mỗi tuần anh Mạnh cũng nhận được từ 1 đến 2 đơn đặt hàng, đem lại nguồn thu giúp anh duy trì đam mê. Anh cũng ấp ủ mở các lớp dạy làm tranh đinh chỉ bằng thuật toán miễn phí. Hy vọng rằng những mong muốn và khát vọng của anh sẽ thành sự thật. Một vòng tròn này là 300 cây đinh, tượng trưng cho 300 số. Đây là số 1, số 5, số 10.
thì để như này không thì nó khó quấn, nó phải có cái điểm gì nhìn trên đấy mới biết là số 5, số 10 nó nằm vị trí nào. Ừ. Thì bắt đầu là đây là số 1, mình sẽ đánh dấu số 1 đây, những cái số quan trọng. Yeah. Đây là số 300, mình đánh dấu số 300 đây. Yeah. Rồi là bắt đầu là số 5, rồi số 10, đây, yeah. 15. Vậy anh có thể làm thử. Rồi, yeah. 20. Giáo chụp. 65, 7, chứng chỉ 50 quá ha? 75, 80, trốn đi anh làm 65, 85, 90. Thì tương ứng ở mỗi bức tranh kích thước thì nó sẽ tương ứng với một loại chỉ khác nhau. Thì như bức tranh này thì mình phải dùng loại chỉ tách 27 này. Yeah. Độ dày, đây là độ tách, là độ dày của cái chỉ, cái ký hiệu của nó. Mà sao mà biết ra tranh nào phù hợp với chỉ nào? Thì phải dùng kinh nghiệm. Em thử nhiều tranh, nếu mà nó đậm quá như nào thì mình bắt đầu mình phải thử lại. Đây là ký hiệu của lần cuốn này, lần cuốn thứ nhất đến lần cuốn thứ 100 thì có tương ứng 100 dãy số đây. Thì đây là số 1, mình bắt chéo đây ra. Cột lại. Đây, cột lại. Rồi, 37. Thì mình phải thống nhất là cái cách quay, tại vì mình quay ngược chiều với cùng chiều thì một bức tranh nó chỉ có hai cái thế thôi. Nghĩa là ví dụ quay ngược chiều với đồng hồ thì tất cả các cái đinh này mình quấn theo là quấn theo ngược chiều với đồng hồ hết. Đấy, ví dụ đây. 37 nhá, đây là 35 này. Yeah. 36, 37 thì mình phải giữ cái tay này đây, 37. Giữ một cái tay dưới. 81. 81. Ở đây nè. Đó. Rồi 57. Tí lộn. Ừ, đúng rồi, 23. Trời ơi, mình lộn dễ căng lắm á. Với 23 nó sụt xuống rồi. Rồi mình vòng qua một bên hả hả anh Mạnh? 23 à? Dạ. Đây, 23. Anh cứ kéo xuống. Đây là mình dẫn một vòng qua rồi. Cái đó. Đúng rồi. Đây vẫn là người chịu đồng hồ này. Đấy, nhấn vào xuống. Anh đằng thử làm rồi anh dự đọc ha. Ờ, làm đọc đi. Trời ơi, đây. Nó trả thù quá. Ai bảo thần tượng anh dự làm chi? 56 rồi. 196 chứ. 196 rồi. 152, 125, 163, 123, 125, 126. 152, 125, 163, 123, 125, 126. 152, 125, 125. Dấp quá, dấp. Thầy cả lâm á. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5 lận. Cái này cả lâm là không được lận. Luôn á. Nhưng mà cái này em có tính độ sai số rồi. Mà 1, 6, 3. Ví dụ đứt thì sao? Đứt thì mình nối lại được. À, mình nói liền với nó luôn được hả? Ví dụ như số nào mình cũng bị đứt hết thì sao? Số nào mình cũng bị đứt hết. Mình đừng có nên làm môn này nữa. Nhưng chỉ này là chắc lắm, nó không dễ đứt đâu. Sao, sao? Cảm giác sao? Đuối nha. Đuối à? Mệt nha. Mình nói càng làm càng nể anh Mạnh nha. Tâm sự thiệt với anh Hữu Đằng với là anh Mạnh luôn là quá cực anh Mạnh ơi. Với là quý vị khán giả ơi, làm thử rồi mới biết. Một bỏ tiền ra mua một bức tranh này về mấy triệu bạc hay là cả chục triệu cũng xứng đáng quý vị. Tại cái công sức làm bằng tay, mà đã làm bằng tay là mồ hôi nước mắt. Đó, coi như là đồng ý là sau cái phần mềm đó là ra thuật ra những cái thuật số, thuật toán đóng đinh vô khung hết rồi. Nhưng mà cái giai đoạn mà dùng tay mình quấn chỉ nè, cực kỳ mệt quý vị, đòi hỏi sự tập trung cao độ, chắc chắn tập trung, không tập trung không làm được. Ngoài tập trung xong rồi còn kiên nhẫn nữa. Tập trung hồi quạo chứ, không kiên nhẫn là phải bỏ ngay là xé luôn, không làm nữa rồi sao. Tập trung, kiên nhẫn, khéo léo nữa, nể em Mạnh thiệt. Trời ơi. Dạ. Cảm ơn. Thì hôm nay đi lên chương trình thì cũng nghe là anh Minh Dự thì cũng là một thực tượng của em. Thì em có làm một bức tranh để tặng anh á. Thì anh chờ em xíu ha. Vậy là em không cần tự làm mà em có bức tranh. Xin lỗi anh tặng cho anh. Không sao, nó lấy cho Minh Dự, anh tự anh theo tranh của anh. Ủa quay chương trình sẽ có quà nè quý vị, mà tranh của mình. Đây, bức tranh của anh. Wow, quá xuất sắc luôn. Mà anh thấy khác bây giờ không? Khác. Cái hình này em nhớ không làm lẽ, không nhớ chụp lúc nào. Nhưng mà anh Mạnh ơi, dạ em xin phép đứng lên. Cái hình này á là em nhớ lâu lắm rồi, kết quả cũng phải 3 năm mới anh Đạn. Cái mặt này với cái là lâu lắm rồi phải không anh Mạnh? Anh kiếm ở đâu ra vậy anh Mạnh? Em kiếm, em cũng là một fan của anh nên em kiếm rất lâu rồi. Anh lên rồi. Mạng anh tìm á hả? Dạ vâng. Wow, mặt tranh này phải là nhìn xa quý vị, xa mới thấy quý vị. Thấy anh
anh ngồi đây là anh thấy rồi nè. Em cảm ơn anh Mạnh rất là nhiều, cảm ơn anh rất là nhiều, tại vì em làm thử rồi mới biết cái độ cực, cái độ kỳ công của nó mà nhận được món quà này hết sức là quý. Là mà em lại mê treo tranh Tránh Đen nữa. Là em cảm ơn anh có bức tranh để mỗi trưa, mỗi tối mỗi mâm cơm của TV em bức tranh em cũng hạnh phúc nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ủa sao mặt anh sao vậy anh Đặng? Tranh em đẹp á. Ủa mà sao nhướng mày xéo sắc liếc héo quá vậy? Không, anh không có ganh tị đâu nha, đừng có nghĩ vậy nha. Đừng có nghĩ là mình em có anh không có mà anh ganh tị, không có nha. Anh tự đặt sao hả? Thôi anh Đặng yên tâm nha, hôm sau em sẽ có bước tranh tặng anh nha. Đó. Mạnh ơi, mặc dù ngày hôm nay á anh và Minh Dự cùng tới đây. Dạ. Tuy nhiên cái chữ tuy nhiên nhấn hơi kỳ. Em chỉ làm bức tranh cho Minh Dự và không làm cho anh. Anh không sao, anh ổn. Có, em sẽ làm. Anh ổn, anh không thiệt, nói thiệt anh không sao, anh ổn. Nói thiệt anh ổn không sao. Cái việc mà em có làm cho anh hay không á thì nó không quan trọng, tại vì á trong lòng anh á đã muốn đặt ở em một bức tranh. Yeah. Là một chân dung của anh rồi ha, tại vì anh thấy là một bức tranh như vậy quá cực đi, mà em làm mà em đem đi tặng vậy anh thấy xót lắm. Chúc em là công việc sẽ ngày càng thăng tiến hơn và phát triển được trong cái bộ môn nghệ thuật mà em đam mê theo đuổi. Quý vị ơi, cứ mỗi tập phát sóng như vậy là chúng ta được gặp một nhân vật đặc biệt với những tài năng hết sức là hiếm có, cho nên là quý vị hãy cùng Minh Dự và Hữu Đằng theo dõi những chuyện lạ lắm mà nghe trong chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ Minh Dự cùng với Hữu Đăng cùng anh Văn Mạnh, khách mời ngày hôm nay, xin chào và hẹn gặp lại.